Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một chủ đề, đó là nhận phòng, check-in bằng tiếng Anh. Khi chúng ta đặt khách sạn rồi thì chúng ta đến khách sạn và chúng ta sẽ nói những cái câu nói như thế nào và chúng ta có thể trả lời những câu thế nào để chúng ta có thể nhận phòng và lên phòng tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Thì chúng ta sẽ có một số câu đặc trưng như sau. Nhận phòng khách sạn tiếng Anh là hotel check-in. Hotel check-in. Hotel là khách sạn và check-in là đăng ký nhận phòng. Hotel check-in là đăng ký nhận phòng. Trái ngược với hotel check-out là trả phòng. Check-out thì chúng ta sẽ học ở bài sau. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài hotel check-in. Chúng ta sẽ có câu đầu tiên khi chúng ta bước vào khách sạn và chúng ta gặp lễ tân. Nếu các bạn đã đặt phòng rồi thì chúng ta đến nhận phòng, chúng ta chỉ cần nói tôi đã đặt phòng rồi. I got a reservation. I got a reservation. Tức là tôi đã đặt phòng rồi. I got a reservation. I got a reservation. Tức là tôi đã đặt phòng rồi. Mà các bạn nói với bạn lễ tân là I got a reservation, là tôi đã đặt phòng rồi. Thì lúc đó chúng ta sẽ nghe bạn lễ tân hỏi là tên của anh chị là gì? Your name, please. Your name, please. Chúng ta chỉ cần nhớ từ khóa đây là name, là cái tên của mình. Your name, please. Your name, please, là tên của anh chị là gì? Your name, please. Thì chúng ta chỉ cần trả lời đơn giản là tên tôi là Phong. Thì chúng ta trả lời là my name's Phong. My name Phong. Thì chúng ta có thể trả lời đơn giản là Phong hoặc là Nguyễn Phong. Nguyễn Phong hoặc là Phong Nguyễn. Nếu chúng ta đặt phòng khách sạn nước ngoài, thường là cái họ chúng ta sẽ đặt phía sau, thì chúng ta sẽ nói là Phong Nguyễn hoặc là my name's Phong. My name's Phong, là tên của tôi là Phong. Và khi đó họ sẽ yêu cầu xuất trình cái giấy tờ của chúng ta. Thường khi đi nước ngoài chúng ta sẽ sử dụng hộ chiếu. Chúng ta sẽ nghe câu là cho tôi xem hộ chiếu của anh. Could I see your passport? Could I see your passport? Tức là tôi có thể xem hộ chiếu của anh. Passport là cái hộ chiếu. Could I see your passport? Could I see your passport? Là cho tôi xem cái hộ chiếu của anh. Thì chúng ta chỉ cần đưa yes, yes, ok, thì chúng ta được hộ chiếu. Chúng ta sẽ nghe câu là anh điền vào phiếu đăng ký này được không? Thì khi chúng ta đến một nơi, một khách sạn, thì chúng ta phải hoàn thành những thủ tục này trước khi nhận phòng. Could you please fill in this registration form? Could you please fill in this registration form? Tức là anh chị vui lòng điền vào phiếu đăng ký này được không? Could you please fill in this registration form? Thì chúng ta có từ khóa đây là registration, là đăng ký, phiếu đăng ký. Form là cái phiếu. Could you please fill in this registration form? Phiếu đăng ký. Thì chúng ta có thể xác nhận lại cái phòng của chúng ta là tôi đã đặt phòng 2 giường đơn. My booking was for a twin room. My booking was for a twin room. Booking là cái vé đặt trước của mình, cái phòng đặt trước của mình. Room là phòng và twin là giường đôi. My booking was for a twin room. My booking was for a twin room. Nếu chúng ta đặt tôi đã đặt một giường đôi thì chúng ta sẽ nói là my booking for double room. My booking was for double room. My booking was for double room. Chúng ta sẽ hỏi thêm một số câu hỏi khác như là về buổi sáng. Thường là buổi sáng sẽ nằm trong giá phòng và sẽ là buổi sáng buffet. Chúng ta sẽ hỏi là buổi sáng phục vụ lúc mấy giờ?
What time breakfast? What time breakfast? Là buổi sáng phục vụ lúc mấy giờ? What time breakfast? What time breakfast? What time breakfast? Là buổi sáng phục vụ lúc mấy giờ? Thì chúng ta sẽ nghe là lễ tân họ sẽ trả lời là breakfast from 7 a.m. to 10 a.m. Thường buổi sáng có nơi họ sẽ phục vụ từ 6 giờ. Tuy nhiên, có nơi họ sẽ phục vụ từ 7 giờ. Và thời gian, chúng ta chú ý đến thời gian kết thúc là, ở đây kết thúc là 10 a.m. À, kết thúc lúc 10 giờ sáng. Giờ đó, cố gắng chú ý để đi ăn sáng đúng giờ. Breakfast from 7 a.m. to 10 a.m. Và chúng ta có thể hỏi thêm một số câu như là nhà hàng phục vụ bữa tối lúc mấy giờ? Nếu chúng ta ăn tối tại nhà hàng luôn. What time the restaurant open for dinner? What time the restaurant open for dinner? Tức là nhà hàng mở cửa phục vụ buổi tối lúc mấy giờ? What time the restaurant open for dinner? What time the restaurant open for dinner? Thì chúng ta có thể nghe đơn giản nghe thời gian thôi. Dinner served between 6 p.m. and 9:30 p.m. Dinner served between 6 p.m. and 9:30 p.m. Tức là chúng ta nghe cái số ở đây là 6 p.m. là p.m. là giờ buổi tối and 9:07 p.m. tức là 9 là 9, 30 p.m. là 9 giờ 30 phút. Dinner served between 6 a.m. p.m. and 9:30 p.m. Và cuối cùng là sau khi chúng ta không có hỏi gì khác, họ sẽ đưa chìa khóa chúng ta. Họ nói là đây là chìa khóa của anh. Here your room key. Here your room key. Chúng ta nghe từ khóa đây là chìa khóa là key. Here your room key. Here your room key. Here your room key. Đây là chìa khóa của anh. Và họ sẽ xác nhận lại số phòng. Phòng của anh là phòng số 668. Your room number 668. Your room number 668. Thì chúng ta có thể nghe cũng được. Hoặc là các bạn có thể nhìn trên cái chìa khóa thường sẽ có số phòng. Your room number is 668. Và chúng ta chú ý đến cái tầng chúng ta ở là thường thì cái số đầu tiên sẽ là số tầng. Phòng của anh sẽ ở tầng 6. Your room on 6th floor. Your room on 6th floor. Tức là phòng của anh ở tầng 6. Your room on 6th floor. Chúng ta sẽ hỏi thêm là thang máy ở đâu? Where are the lift? Where are the lift? Để chúng ta có thể tự bắt thang máy lên tầng 6. Where are the lift? Where are the lift? Là thang máy ở đâu? Thì sau khi họ trả lời, họ có thể chỉ hướng thì chúng ta có thể thấy được dễ dàng. Thì chúng ta sẽ đến cái khu vực đó. Thì họ sẽ nói là enjoy your stay, nghĩa là chúc anh vui vẻ. Enjoy, enjoy your stay, enjoy your stay. Vì còn lại chúng ta là cầm chìa khóa và nói câu thank you, là cảm ơn. Thank you, enjoy your stay, thank you, và cảm ơn. Vậy vậy chúng ta đã được học qua một số câu sử dụng khi chúng ta nhận phòng khách sạn. Hotel check-in. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn điểm lại. Thứ nhất là chúng ta nói tôi đã đặt phòng rồi. I got a reservation. I got a reservation. Tên anh chị là gì? Your name please. Tôi tên là Phong. My name Phong. Cho tôi xem hộ chiếu của anh. Could I see your passport? Anh điền một phiếu đăng ký này được không? Could you leave filling this registration form. Could you please fill in this registration form? Tôi đã đặt giường, phòng với hai giường đơn. My booking
were for a train room. My booking was for a train room. Là tôi đã đặt phòng giường đâu ấy. My booking was for double room. My booking was for double room. Buổi sáng phục vụ lúc mấy giờ? What time breakfast? What time breakfast? Breakfast from 7 a.m. to 10 a.m. Tức là buổi sáng phục vụ từ 7 giờ đến 10 giờ. Nhà hàng phục vụ bữa tối mấy giờ? What time the restaurant open for dinner? What time the restaurant open for dinner? À, nhà hàng phục vụ từ 6 giờ đến 9 giờ 30 tối. Dinner served between 6 p.m. and 9:30 p.m. À, và đây là chìa khóa của anh. Here's your room key. Phòng của anh là 668. Your room number is 668. Phòng của anh ở tầng 6. Your room on the 6th floor. À, thang máy ở đâu? Là where are the lift? Where are the lift? Chúc anh vui vẻ. Enjoy your stay. Enjoy your stay. Cảm ơn. Thank you. Thank you.